Xin chào các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục phần 2 của bệnh học về sốt rét. Chúng ta sẽ tìm hiểu phần lâm sàng, chẩn đoán và điều trị. Đối với phần lâm sàng thì nói về thời kỳ ủ bệnh. Thời kỳ ủ bệnh được tính từ thời kỳ từ khi muỗi đốt cho đến biểu hiện triệu chứng lâm sàng đầu tiên. Đây là do sự phóng thích của các thể vô tính từ gan và hồng cầu nó phóng thích ra ngoài, gây khó chịu và ớn lạnh. Triệu chứng của giai đoạn thời kỳ ủ bệnh là khó chịu và ớn lạnh thôi. Và giai đoạn này thì số lượng ký sinh trùng quá ít cho nên rất khó để phát hiện. Thời kỳ ủ bệnh này kéo dài trong bao lâu thì nó tùy thuộc vào cái loại ký sinh trùng Plasmodium. Ví dụ như đối với Plasmodium falciparum thì từ khoảng 9 đến 14 ngày, trung bình là 12 ngày. Plasmodium vivax là từ 8 đến 17 ngày, trung bình là 14 ngày. Còn Plasmodium malaria là trung bình từ 14 đến 40 ngày, trung bình là 28 ngày. Đối với Plasmodium ovale là 16 đến 18 ngày, trung bình là 17 ngày. Thứ hai đó là cơn sốt rét điển hình. Thì sốt rét cơn này là tính thời kỳ ký sinh trùng phát triển bên trong hồng cầu ha. Những cái cơn sốt rét này là do các đợt phóng thích tiết trùng vào bên trong tuần hoàn. Từ hồng cầu này phóng thích tiết trùng vào trong tuần hoàn để nó lây nhiễm qua các cái hồng cầu khác mà mình đã tìm hiểu trong cái phần chu trình phát triển của con Plasmodium rồi. Chu trình bên trong hồng cầu. Rồi, cơn sốt rét điển hình. Thì đối với một cơn sốt rét điển hình nó có 3 giai đoạn chính. Là giai đoạn lạnh. Giai đoạn lạnh được kéo dài từ 15 phút đến 1 tiếng. Bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi nè, đau đầu, buồn nôn hoặc là nôn. Thứ hai đó là giai đoạn nóng. Giai đoạn nóng là nhiệt độ cơ thể bệnh nhân lên đến 39 đến 40 độ C. Và nó kéo dài từ 30 phút cho đến 6 tiếng. Ở lúc này triệu chứng là bệnh nhân này da khô, nóng. Và cơn đau đầu thì vẫn còn, mặc dù buồn nôn và nôn ói thì đã thuyên giảm rồi. Thứ ba đó là giai đoạn đổ mồ hôi. Giai đoạn đổ mồ hôi là nhiệt độ nhanh chóng trở về nhiệt độ cơ thể bình thường. Giai đoạn đổ mồ hôi này kéo dài khoảng đâu đó 1 tiếng. Bệnh nhân lúc này cảm thấy dễ chịu và có thể ngủ được. Cảm giác buồn ngủ. Rồi, khoảng cách giữa hai cơn sốt rét điển hình là bao nhiêu? Thì khoảng cách giữa hai cơn sốt rét thông thường á, nó sẽ phụ thuộc vào con Plasmodium gây bệnh. Đối với dòng Plasmodium falciparum thì khoảng cách giữa hai cơn sốt rét điển hình đó là 24 giờ. Cứ bây giờ bắt đầu một cơn sốt thì 24 giờ sau sẽ khởi phát một cơn sốt thứ hai. Tương tự đối với Plasmodium vivax và ovale thì mình sẽ nhìn cái hai cái cục màu đỏ ha. Đây, khoảng cách của nó là 48 giờ. Vivax là ovale. Ovale là 48 giờ. Cứ sau 48 giờ nó sẽ khởi phát một cơn sốt. Rồi. Đối với Plasmodium malaria thì cơn khởi phát này nó kéo dài hơn, đó là 72 giờ. Về triệu chứng thực thể á, thì bệnh nhân này tỉnh, tiếp xúc được nhưng mà người thì rất là đờ đẫn, gan lách to quá bờ sườn, ấn vào thì đau. Cơn sốt rét điển hình là gồm có 3 giai đoạn ha. Giờ giấc tương đối ổn định, đúng chu kỳ và giữa các cơn thì bệnh nhân vẫn dễ chịu bình thường. Đó là một đặc điểm của một cơn sốt rét điển hình. Về các thể sốt rét nặng thì có thể sốt rét não. Ở đây mình đề cập đến các thể thường gặp thôi, sốt rét não, thể suy thận cấp và thể vàng da. Thể sốt rét não thì triệu chứng là tác động lên cái vùng đầu là chính ha. Đó là sốt liên tục, không dứt cơn, đau đầu rất nhiều, bệnh nhân này ngủ ly bì và kém tiếp xúc. Có thể trường hợp nặng thì có thể nói sảng, nôn ói hoặc là biểu hiện một số cái triệu chứng thần kinh, đó là lơ mơ nè, hạn chế tiếp xúc, co giật, hôn mê. Dấu kích thích màng não ví dụ như là Kernicke Bruckner Glasgow được đánh giá là dưới 14 điểm. Thứ hai là thể sốt rét thể suy thận cấp hay gặp ở người lớn. Suy thận cấp là đầu tiên là mình nói là bệnh nhân này, cái cơn sốt rét điển hình của họ là có giai đoạn đổ mồ hôi cho nên là mất nước do mồ hôi. Còn có giai đoạn nôn ói và tiêu chảy, đó là cũng mất nước ha. Mất nước do đổ mồ hôi là mất nước do nôn ói tiêu chảy thì sẽ làm giảm cái thể tích tuần hoàn. Giảm thể tích tuần hoàn, giảm thể tích đến cái tiểu động mạch đến này. Và yếu tố thứ ba tác động là do cái hồng cầu kết cụm lại ha. Nó làm giảm kích thước lòng mạch cho nên cũng làm giảm thể tích tuần hoàn, giảm lượng máu đến thận. Và khi giảm lượng máu đến thận á, thì nó gây tổn thương ống thận cấp, gây triệu chứng thiểu niệu vô niệu. Thiểu niệu vô niệu như nào? Là nước tiểu sẽ nhỏ hơn 400ml trên 24 giờ à, thiểu niệu nè. Hoặc là nhỏ hơn 12ml trên kg trên 24 giờ đối với trẻ em.
Còn ure creatinin nó tăng trên 3 mg phần trăm hoặc là trên 365 micromol trên lít. Đấy là mình, tức là khi mà mình nghi ngờ sốt rét thể suy thận cấp thì mình phải theo dõi kỹ cái lượng nước tiểu và ure cộng với creatinin của bệnh nhân. Về thể vàng da thì vàng da là do vàng da niêm sọm, gan to và đau, đó là cái triệu chứng trên bệnh nhân. Và thể vàng da này liên quan đến tăng bilirubin, tăng trên 3 mg phần trăm hoặc là trên 50 micromol trên lít, và tăng cả hai loại bilirubin. Đối với tăng bilirubin trực tiếp là do ứ mật tại gan, khi mà ứ lại thì nó sẽ tăng các xuất thể tĩnh bên trong ống mật và nó đẩy bilirubin vào trong tuần hoàn. Thứ hai là tăng bilirubin gián tiếp là do tán huyết. Về cận lâm sàng và chẩn đoán. Đối với cận lâm sàng á, thì mình sẽ có một số test như sau, là phết máu ngoại biên, thứ hai là test nhanh, thứ ba là xét nghiệm tìm kháng thể huỳnh quang. Mục tiêu của cận lâm sàng là mình tìm được ký sinh trùng sốt rét trong máu và mình phân loại nó, coi nó là plasmodium loại gì. Phết máu ngoại biên thì mình làm nhiều lam, bởi vì nếu mà một lam âm tính thì cũng không thể kết luận được gì. Và phép nhuộm của nó là nhuộm Gemsa hoặc là Fuse. Có giọt dày và giọt mỏng. Giọt dày là để mục tiêu là để tìm sự hiện diện của ký sinh trùng. Đối với trường hợp mà ký sinh trùng quá thưa thì mình sẽ nhuộm giọt dày. Giọt mỏng là để định danh của ký sinh trùng gây bệnh, dòng Plasmodium nào. Còn test nhanh ngày nay á, test nhanh á thì người ta vẫn có thể áp dụng. Test nhanh này là nhanh gọn, đơn giản và không cần kỹ thuật viên, không cần kính hiển vi gì cả, nhưng mà giá thành rất là cao. Test nhanh thì có test Parasite hoặc là test Paracheck này để tìm kháng nguyên HRP2 trên con Plasmodium falciparum. Rồi xét nghiệm tìm kháng thể huỳnh quang là chỉ dương tính sau vài tuần nhiễm, và cái xét nghiệm tìm kháng thể này dùng trong chẩn đoán, hồi cứu và nghiên cứu dịch tễ thôi, không dùng ứng dụng trong lâm sàng ha. Về chẩn đoán xác định thì người ta dựa vào ba yếu tố, đó là dịch tễ, lâm sàng và cận lâm sàng. Dịch tễ là vùng sốt rét lưu hành, coi người đó có ở vùng sốt rét lưu hành hay không. Lâm sàng là có cơn sốt rét điển hình. Cận lâm sàng là sự hiện diện của thể vô tính bên trong máu. Vùng sốt rét, nếu mà trường hợp mà mình không có cái cận lâm sàng, nó không có thể sử dụng được cái phết máu ngoại biên á, thì mà bệnh nhân này nằm ở vùng sốt rét lưu hành thì mình có thể định nghĩa được là bệnh nhân có sốt trong 3 ngày gần đây mà không rõ nguyên nhân, thì có thể nghi ngờ đến sốt rét. Đây, đây là một phần khá là quan trọng trong cái video này, đó là các thuốc điều trị sốt rét. Đầu tiên đó là quinin. Quinin thì tác động rất hiệu quả lên các thể vô tính của tất cả các dòng ký sinh trùng. Quinin này có 3 dạng, đó dạng uống, dạng tiêm bắp và truyền tĩnh mạch. Dạng uống thì nó thuốc này nó đắng cho nên rất khó uống, có thể gây nôn ói. Và quinin được hấp thu toàn bộ tại ruột. Một số cái tác dụng không mong muốn của quinin đó là chóng mặt, ù tai, mờ mắt, vân vân. Thứ hai là dạng tiêm bắp. Dạng tiêm bắp thì bệnh nhân này có thể bị sơ cứng, áp xe hoặc là hoại tử cái vùng tim. Còn truyền tĩnh mạch, nếu mà truyền một lượng lớn ồ ạt thì có thể gây hạ huyết áp, cho nên là khi mà sử dụng đường truyền tĩnh mạch này phải cẩn thận, và tốt nhất là mình pha trước khi truyền. Quinin làm tăng tiết insulin này, kích thích tế bào tụy tăng tiết insulin, mà insulin thì làm hạ đường huyết ha, cho nên khi sử dụng quinin cũng phải theo dõi đường huyết, theo dõi sát đường huyết của bệnh nhân. Quinin thì an toàn cho người mang thai, tức là có thể sử dụng cho phụ nữ mang thai, tuy nhiên không được sử dụng cho người dị ứng với thuốc này, và người tiểu huyết sắc tố thì không được sử dụng, đó là chống chỉ định. Rồi, thuốc thứ hai là chloroquine. Chloroquine đó là nó tác động lên các thể vô tính trong máu này. Đó, thể vô tính. Ngoài ra nó còn tác động lên giao tử của Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malaria. Tuy nhiên là nó không tác động lên thể giao tử của Plasmodium falciparum, và nó không tác động lên các tho trùng, tiết trùng, ngoại hồng cầu. Một số cái tác dụng không mong muốn của nó là đau đầu, gây mờ mắt, tăng cái sắc tố da. Mà nếu mình sử dụng trong nhiều ngày, nhiều tháng á, thì có thể gây viêm võng mạc. Và cái chloroquine này, khi mà mình truyền tĩnh mạch á, thì nó gây giãn mạch, hạ huyết áp, có thể dẫn đến tử vong. Và đây là thuốc có thể sử dụng để tự tử ha, dùng quá liều. Chloroquine á, thì dùng an toàn cho người phụ nữ mang thai, nhưng mà chống chỉ định với người bị dị ứng và người có bệnh mô liên kết trước đó.
Rồi, Metoquin. Metoquin á thì được sử dụng sau khi mà ký sinh trùng nó kháng quinin hoặc là chloroquine trước đó rồi. Thì Metoquin á thì tác động hiệu quả kéo dài lên các thể vô tính và nó chỉ sử dụng đường uống thôi, nó không sử dụng các đường truyền khác ha. Một loại thuốc nữa đó là Remaquin. Này, Remaquin thì nó cũng tác động lên thể vô tính nhưng mà nhược điểm của nó là phải dùng liều cao và nguy hiểm. Thì Remaquin có thể dùng với các mục đích khác nhau, ví dụ như diệt giao tử thì liều 45mg tác động trong nhiều ngày làm cho giao tử đó không có khả năng phát triển bên trong cơ thể con muỗi. Thứ hai là tránh tái phát là tác động lên các thể ngủ thì dùng liều 15mg trên ngày trong 14 ngày. Ha. Và bệnh nhân này cái tác dụng không mong muốn của Remaquin á là chán ăn, ói mửa và đau thượng vị. Và đặc biệt đối với Remaquin là không dùng cho phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 5 tuổi, người có bệnh toàn thân ví dụ như lupus, thấp khớp hoặc là đang dùng thuốc ức chế tủy xương. Đó là cái chống chỉnh tuyệt đối của Remaquin. Còn một loại nữa đó là tetracycline. Tetracycline là tác động tốt lên thể vô tính của Plasmodium falciparum, khả năng cắt sốt làm sạch ký sinh trùng lâu. Tuy nhiên là cái khả năng này làm rất là lâu, tốn thời gian, cho nên là thường người ta sẽ kết hợp tetracycline với lại quinine. Và tetracycline thì cũng không dùng cho phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 8 tuổi. Đó là chống chỉ định của nó ha. Rồi, về điều trị thì mục đích điều trị cũng trong bệnh sốt rét đó là dứt cơn sốt và hồi phục sức khỏe cho bệnh nhân, làm sạch ký sinh trùng, ngăn ngừa tái phát. Đó là hai mục đích chính ha. Ở đây mình chỉ đề cập đến hướng điều trị đối với trường hợp mà chưa có biến chứng thôi. Không biến chứng, đối với Plasmodium falciparum thì mình có thể sử dụng ha. Ở đây là hoặc nè. Hoặc mình có thể sử dụng kết hợp giữa một trong hai thuốc này kết hợp với loại thuốc này, Metoquin ha. Đầu tiên đó là thuốc Artesunate. Này, Artesunate này là 50mg. Đối với ngày thứ nhất thì mình dùng 4 viên. Từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 7 thì mình dùng 2 viên trên ngày. Hoặc là đối với trẻ em thì ngày đầu tiên là mình dùng 4mg trên kg, ngày thứ 2 là dùng 2, từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 7 là dùng 2mg trên kg ha, ở trẻ em. Đó là với thuốc Artesunate. Hoặc nếu mà không có thuốc Artesunate thì mình có thể thay bằng thuốc Artemisinin. Cái Artemisinin này viên 250mg. Và ngày đầu tiên đó, mình dùng 4 viên, ngày thứ 2 đến ngày thứ 7 thì mình dùng 2 viên trên ngày. Hoặc là dùng 20mg trên kg đối với trẻ em ngày đầu tiên, 10mg trên kg trên ngày đối với từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 7. Đây là trường hợp trẻ em, hay cái dòng phía dưới nào trẻ em hết. Một trong hai loại thuốc này mình đều có thể sử dụng ha. Một trong hai loại thuốc, bắt đầu mình kết hợp với loại thuốc Metoquin. Metoquin viên 250mg, đây dùng phải phối hợp nè. Mà mình dùng một lần duy nhất vào ngày thứ 3 của bệnh, 3 viên duy nhất ha. Và liều hoặc là liều 15mg trên kg đối với trẻ em. Đó. Mình sử dụng ha, một trong hai loại thuốc phía trên kết hợp với loại thuốc Metoquin phía dưới. Một trong hai loại thuốc có nào xài đó ha. Đó là phác đồ điều trị đối với con Plasmodium falciparum. Trường hợp mà kháng thuốc thì chúng ta sẽ kết hợp giữa quinine và tetracycline. Quinine 330mg trên kg trên ngày, được chia thành 3 lần uống trong một ngày ha. 30mg kg trên ngày này chia thành 3 lần uống trên một ngày và sử dụng liên tục trong 7 ngày liên tiếp. Tetracycline 2-3g trên một ngày, chia thành 4 lần uống trong một ngày và sử dụng liên tiếp trong 7 ngày. Và mình nhớ một điều là không dùng phối hợp giữa quinine với lại Metoquin ha. Metoquin không sử dụng kết hợp với hai loại thuốc này. Và tetracycline là không sử dụng cho phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 8 tuổi nha. Rồi, còn trường hợp bị nhiễm Plasmodium vivax ovale malaria chưa có biến chứng thì mình sử dụng kết hợp hai loại thuốc, đó là chloroquine và Remaquin. Đối với chloroquine á, viên 250mg chứa 150mg base, tổng liều là 25mg base trên kg chia thành 3 ngày. Ngày 1 á, là 10mg base trên kg. Cái này là mình đang tính liều cho trẻ em nè. Tương đương với ví như người lớn là 60kg, trung bình là 60kg thì mình nhân lên thành 600mg base ở người lớn. Ngày thứ 2 là 10mg base trên kg là 600mg base ở người lớn. Ngày thứ 3 là 5mg base trên kg, tức là 300mg base trên ở người lớn ha. Còn sử dụng Remaquin
là viên 13,2 mg chứa 7,5 mg base. Đây là Primaquine để sử dụng để tránh tái phát ha. Liều 15 mg trên ngày trong 14 ngày. Đối với trẻ em là 0,25 mg trên kg trên ngày nhân cho 14 ngày liên tục. Và không dùng cho phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 5 tuổi. Tránh tái phát. Hoặc là mình ngoài cái việc mà sử dụng hàng ngày, liều hàng ngày thì mình có thể sử dụng liều theo tuần. Đó là 45 mg trên 1 tuần nhân cho 8 tuần liên tiếp. Ok, đó là sơ sơ về cái phần điều trị đối với bệnh sốt rét. Thì video này mình cũng sẽ kết thúc phần bệnh học liên quan đến bệnh sốt rét. Hẹn gặp lại các bạn trong các video liên quan đến bệnh truyền nhiễm khác. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này.